trăng soi sáng hai người họ, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng lãng mạn. Mẹ kế ở bên kia cuối cùng cũng không nhìn được, kể chuyện đã gặp Leo cho đại gia nghe và đề nghị đưa Leo về dinh thự. Đại gia lập tức nổi giận, Leo đã làm mất mặt gia đình như vậy, để nó chết quách ở ngoài cho xong. Đại gia sẽ không bao giờ cho phép mẹ kế mang Leo về. Và bà mẹ kế quả là tiêu chuẩn kép, một bên thì không dung thứ cho Leo dù là lỗi nhỏ nhất, mặt khác lại xin đại gia tha thứ cho Leo vì lỗi lầm to lớn của cô. Mẹ kế hỏi đại gia, nam mẹ có đỡ để con cái có nhà mà không về được không? Đại gia bảo cô đừng nói nữa, vấn đề này không thương lượng. Mẹ kế thực sự liều mạng vì con gái, cô ấy còn uy hiếp bà dì để thuyết phục đại gia, nếu không sẽ làm cho gia đình này không yên ổn. Bà dì biết người phụ nữ này có thể làm được những gì mà nói. Vì sự ổn định của gia đình, cô vẫn đi thuyết phục đại gia. Đại gia quyết tâm bảo phải làm Leo nhớ cho kỹ bài học, nhưng mẹ kế lại không quan tâm. Bà chơi trò làm trước báo sau, trực tiếp đưa Leo về dinh thự. Đại gia tức giận vô cùng, anh không cho Leo bước vào dinh thự. Đại gia ra lệnh cho Leo đến sống ở chỗ người hầu đi. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh ấy. Người quản gia nhanh chóng thông báo tin này cho Leo. Leo ngay lập tức hoảng sợ, vô cùng lo lắng vì sự xuất hiện của Leo sẽ cướp Sikander đi một lần nữa. Sikander cứu Leo khỏi anh họ của mình. Cảnh tượng này luôn đọng lại trong tâm trí Leo. Leo biết rằng cô đã yêu Sikander, cô ấy không cho phép Leo cướp đi Sikander. Leo quyết định nói chuyện vui vẻ với Leo. Leo thuyết phục Leo từ bỏ ý định. Leo chế nhạo Leo, từ khi còn nhỏ tất cả quần áo cô mặc đều là đồ thừa của tôi. Không ngờ giờ đến chồng cũng lấy người tôi mất đi. Là chị gái, Leo có thể trao mọi thứ cho Leo, nhưng nói được đến chồng mình thì không được. Leo không biết lấy sự tự tin từ đâu, hãy nói người Sikander yêu là mình, nhưng Leo sẽ không thừa nhận thất bại. Cô ấy nói với Leo rằng cô sẽ không thành công. Leo phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi muốn có gì là không giành được. Mặc dù Leo là con gái lớn của đại gia, nhưng địa vị thậm chí còn không bằng một người hầu. Bây giờ thân phận của hai người đã hoán đổi cho nhau, bản thân Leo trở thành người hầu, nhưng Leo đã trở thành người vợ gia đình giàu có. Thật là trớ trêu. Sau khi Leo quay về, không nói với chồng rằng Leo đã trở lại, chỉ nói về nhà thăm bố. Sikander cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng mấy hôm sau, Sikander đưa Leo về nhà bố mẹ cô, lại thấy Leo đang ngồi ở cửa, có vẻ như cô đang cố tình chờ đợi Sikander. Leo ngay lập tức